Bella Rainey, nữ thần cổ trang đẹp nhất thi biết cùng mối tình Romeo và Juliet với Wei Sukolawat. Thái Lan có nhiều đài truyền hình nổi tiếng như CH3, CH7, One HD và những nhà đài này đều là đối thủ không đội trời chung với nhau. Chính vì vậy, nhiều cặp đôi nổi tiếng xứ Chùa Vàng chẳng may yêu nhau nhưng lại ở hai chiến tuyến đối nghịch nhau đều phải vô cùng thận trọng trong chuyện tình cảm của mình. Bella Rani và Wei Sukolawat là một trong những cặp đôi như thế. Cặp đôi hiện là một trong những đôi tình nhân đẹp nhất xứ Chùa Vàng. Các fan hâm mộ đều mong họ sớm về chung một nhà. Sinh năm 1989, Bella Rani mang trong mình hai dòng máu Thái Lan và Anh. Cũng là vì con lai nên các nét trên gương mặt cô đều rất ấn tượng. Bella sở hữu đôi mắt to, gương mặt thanh thoát, sống mũi cao và nụ cười rạng rỡ. Có thể nói dù trong showbiz Thái có rất nhiều người đẹp lai, nhưng Bella có một nét đẹp rất riêng, khó lòng nhầm lẫn với các mỹ nhân khác. Không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc trời cho, Bella còn là một nữ diễn viên tài năng với trình độ học vấn, thạc sĩ khoa báo chí và truyền thông đại chúng. Cô là diễn viên độc quyền của đài Channel 3 CH3 Thái Lan. Khán giả biết đến Bella trong các tác phẩm đình đám như Trò đùa của Thượng đế, Bác sĩ Putipat, Hai thế giới một tình yêu, Cô vợ mẫu mực, Ngọn lửa đức hạnh. Tuy nhiên, Ngược dòng thời gian để yêu anh mới là bộ phim nổi tiếng nhất của Bella. Phim đạt mức rating kỷ lục, trung bình là 18,6%. Thậm chí báo chí Thái Lan còn cho rằng Ngược dòng thời gian để yêu anh đã giúp Bangkok bớt tắc đường vào giờ cao điểm bởi một bộ phận khán giả đã tranh thủ về nhà sớm cho kịp giờ phim. Không chỉ người dân bình thường mà ngay cả một vị quan chức cấp cao như Thủ tướng Thái Lan cũng không thể làm ngơ trước cơn sốt do bộ phim tạo ra. Đích thân ông Prayut Chan-o-cha đã mời ekip của phim đến để gặp gỡ. Bộ phim cũng mang về cho Bella vô số giải thưởng danh giá như nữ diễn viên xuất sắc nhất, nữ chính xuất sắc nhất. Phim Ngược dòng thời gian để yêu anh được phát sóng, bộ phim tạo được hiệu ứng rất mạnh mẽ không chỉ trên truyền hình mà còn trên diễn đàn cộng đồng mạng cũng như quảng bá du lịch Thái Lan. Hơn thế, năm 2019, Bella lại tiếp tục gây sốt khi có loạt ảnh đẹp như nữ thần trong buổi diễu hành mừng 24 năm dựng lên tháp kính Hotel Mukdahan. Kể từ đó, cô được coi là nữ thần cổ trang đẹp nhất Thái Lan. Wei Sukolawat sinh năm 1985 là một trong những nam diễn viên hàng đầu Thái Lan. Anh được xem là lớp anh cả của đài CH7. Wei sở hữu chiều cao 1m85, body gợi cảm với gương mặt vô cùng nam tính. Cũng vì vẻ bề ngoài của mình mà anh nhiều lần được bình chọn là tài tử sexy nhất TVBiz. Sẽ là không ngoa nếu nói rằng chàng tài tử này có rất nhiều bóng hồng vây quanh trước khi chính thức trở thành hoa có chủ. Wei chính thức đóng phim từ năm 21 tuổi, bởi vậy sau 14 năm theo nghề, anh bỏ túi gia tài diễn xuất khủng. Khán giả biết đến Wei trong các tác phẩm đình đám như Thủ đoạn mưu mô, Âm mưu đen tối, Cạm bẫy hào quang, Bảo tối cuộc đời, Cặp đôi cay như ớt, cùng với phim điện ảnh Ma Lila, The Flower Flower, một trong những bộ phim đề cử giải Oscar 2019. Được biết, Wei là nam nghệ sĩ Thái đầu tiên được nhận giải Asian Star Prize của lễ trao giải Seoul International Drama Award năm 2017. Anh thậm chí còn được báo hàng ví như Jung Woo-sung của Thái Lan. Ngoài ra, Wei còn đạt giải gương mặt châu Á tại Liên hoan phim Busan Hàn Quốc. Có thể nói tình yêu của Bella và Wei được ví như chuyện tình của Romeo và Juliet. Bởi lẽ Bella làm cho đài CH3, còn Wei lại là công thần của nhà đài CH7. CH3 và CH7 là hai đài truyền hình quyền lực của Thái Lan và cũng là đối thủ không đội trời chung của nhau. Năm 2014, Wei Bella dính tin đồn hẹn hò khi loạt ảnh đi chơi chung của cả hai tràn lan trên khắp các mặt báo Thái. Tuy nhiên, cũng vì làm việc ở hai nơi khác nhau nên cuộc tình của họ không được nhà đài và người hâm mộ ủng hộ. Do đó, cả hai phải yêu trong thầm lặng một thời gian dài. Tại thời điểm cặp đôi nảy sinh tình cảm, Bella đang được các fan đẩy thuyền nhiệt tình với hoàng tử nụ cười Jamet Jirayu vì màn tương tác quá ngọt ngào của họ trên màn ảnh. Còn nhà trai lúc này là được gắn ghép với người đẹp Min Pattaya. Có thể nói người hâm mộ hoàn toàn không ủng hộ cho mối lương duyên của hai người. Sau thời gian âm thầm bên nhau, Bella Wei cũng có quyết định cởi mở hơn, không còn kín như bưng như trước. Năm 2016, Bella bị tai nạn và phải nằm viện. Lúc này, Wei với tư cách là anh trai mưa đã ghé thăm cô em gái thân thiết. Năm 2017, trong ngày sinh nhật mình, Wei đã đăng trên trang cá nhân một khung cảnh sinh nhật có bong bóng hoa lãng mạn cùng trạng thái yêu em như lời tỏ tình dành cho bạn gái. Đến cuối năm 2018, sau 4 năm giấu kín, Wei bất ngờ xuất hiện tại lễ tốt nghiệp của Bella cũng như là lời tuyên bố chính thức cho tình yêu của anh dành cho nữ chính của cuộc đời mình. Sau khi công khai, Bella Wei thường xuyên khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên mạng xã hội. Wei luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho bạn gái. Người ta bắt gặp không ít lần chàng tài tử nổi tiếng này yêu chiều bạn gái khi tham gia sự kiện, đưa cô đi chơi, chăm sóc khi cô bị bệnh. Hiện tại, người hâm mộ của Bella Wei cũng không còn khắt khe với cặp đôi. Cả hai đã vượt qua được rào cản từ phía công ty và các fan để hạnh phúc bên nhau. Lúc này, họ lại được coi là cặp đôi trai tài gái sắc có tiếng của làng giải trí Thái. Hơn thế, Bella Wei được ví là đôi tình nhân số 1 xứ Chùa Vàng bởi chàng là tài tử gợi cảm nhất TVBiz,
còn nàng là nữ thần cổ trang và người mê.